Xin chào các bác nhá, chào anh em nhá, lại là em đây. Bên em sau một cái thời gian là làm khung xong để anh em về nghỉ ăn rằm tháng 7 rồi thì lâu la mưa gió nữa, vài hôm nữa nay 28 anh em mới lại bắt đầu lên làm, tiến hành lợp cái căn nhà này, một gian hai trái này, tiến hành lợp ngói. Hiện tại mình đang dàn hoành với lại cầu phong tô bằng ống kẽm này, ống ống kẽm 1.4 nhé. Căn nhà này có địa chỉ ở tại Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng ấy. Cần Yên thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thì, video trước em đã giới thiệu về cái phần khung này nó như nào rồi. Hôm nay bên em tiến hành lập mái. Thì em cũng đi một cái video ngắn gọn là lập mái rồi tiến hành xây chát hoàn thiện nhé. Thì hiện tại đang tiến hành lợp trước. Còn nhà này thì cũng là làm sàn bằng gỗ và tất cả cánh cửa cũng bằng gỗ. Các bác thợ ở đây là ở Nam Định nhé. Đang làm cánh cửa cái bằng gỗ. Còn bên này là cái trụ lan can của bên mình làm. Bên mình đã chuyển đây rồi. Sắp tới thì làm cái lan can tay vịn cầu thang vân vân. Có hai loại, loại tròn và cái loại hình nốt nhạc SC. Khung khuân hộc cửa thì bằng gỗ. Đây còn cái này là cái ván để giải sàn nhé, lát sàn. Vẫn đổ bê tông, sau đó lát thêm cái lớp sàn gỗ này. Trở lại với công việc lợp ngói của anh em mình đang tiến hành dàn hoành. Sử dụng hoành bằng hộp kẽm 48. Đây cái này là nhà chủ dùng hộp kẽm 1.4, toàn bộ 1.4 nhé. Sử dụng 48 hoành này, 36 âm dùi này và 3 vuông để làm tê mè lợp ngói. Cảm đừng giấu cái đầu này chịu. Đây là phần không gian tầng trên nhé các bác nhé. Phần này là ở trước phần khung em cũng nói lại rồi, em cũng lên video và nói rồi. Bây giờ đi vào hoàn thiện em cũng xin phép trình bày lại với các bác một chút. Nhà này có trốn hai cái cột cái này. Tuy nhiên là trốn hai cái cột cái này này và đổ hẳn cả cái mái ở kia. Cái đoạn xà vượt này này, các cái đoạn xà vượt này này của hai đoạn kia là cũng sẽ đi bằng
chiều ngang và cái chiều này nhá, đều là đi bằng 6 cây phi 16 nhá. 6 cây phi 16 hết. Với như thế này thì tiến hành lợp ngói rồi, lợp ngói mà kể cả tháo chống ra không ảnh hưởng gì nhá, không vọng vẽo gì, rất là ok, chắc chắn. Tuy nhiên là ở đây thì trong cái thiết kế thì sẽ đổ trần ở kia kìa. Đấy, đổ trần ở phần kia. Và cái phần lan can này, phần hiên này. Phần hiên này cũng ra 1m2 như mọi khi các bác xem trên video của em cũng đã biết rồi. Cái gian này mở ra là hơn 3m. Cái này 3m3. Thì sau là cũng sẽ xây hẳn một hàng gạch qua đây. Rồi sau đó chia đôi cái đoạn này ra, xây cả ra hiên nhá, để làm hai cái phòng ngủ này. Hai phòng ngủ này có diện tích khá là lớn, như tính ban đầu thì sử dụng xây ở trong lòng này nó cũng đã được 12m2. Lấy ra phần hiên nó sẽ được khoảng 15m2. Và bên này mình có ra thêm một cái hai cái cột ra thêm đằng phía này này. Để ra phía này để quy hoạch cái chỗ này là 7,5m2 này để làm cái nhà tắm nhà vệ sinh. Nhà tắm nhà vệ sinh chung ở đây. Và ở tầng dưới kia cũng có một bộ như vậy, nhưng mà nó dành tầng dưới kia là dành một bộ kia là nhà tắm nhà vệ sinh kia để hoàn thiện một cái phòng khép kín ở bên dưới. Và đây là cái sẽ làm cái cửa đi vào đây, cửa đi vào đây, và chỗ này là cái đường hành lang đi ra vào một mét hai đi ở đây. Ở cái phần đằng này này, ở cái phần đằng này cũng sẽ đi bằng hộp kẽm, cầu thang hộp kẽm xuống đây. Sau này nhà chủ có ý định là sẽ hoàn thiện một cái căn bếp ở đây này. Đấy, làm bếp riêng ra ở đây. Đấy, làm bếp riêng ra ở đây thì các đồng bào xung quanh ở đây là đều trồng rất là nhiều ngô, trồng ngô để làm thức ăn chăn nuôi, phục vụ chăn nuôi cho gia đình, chăn gà vịt rồi thì ở lợn trâu. Thì làm cái bếp riêng ở đây là xong rồi sẽ làm một cái căn gác như thế kia kia để khi thu hoạch ngô về là đưa lên cái phần gác đó. Đấy. Để cho nó không bị ẩm mốc, bị hỏng những cái bắp ngô mà bà con thu về. Thế còn phía đằng này thì đấy, phía đằng này thì là cái cầu thang chính lên, còn phía đằng này là cầu thang phụ đi lên đằng từ đằng bếp lên đi vào đây. Đi vào đây thì có nhà tắm nhà vệ sinh chung dành cho cái phần tầng trên. Thế còn gian thờ sẽ nằm ở gian giữa đây, và cũng sẽ mở một cái cửa ở đây để đi ra, đi vòng cua ra đằng sau đi nhà vệ sinh. Ở đây tất cả mình có thiết kế làm cái mái đón hết để che hết cái phần sàn nhà này hết rồi. Và đây là lợp ngói, loại này là loại 9 viên 1 mét. 9 viên 1 mét mình sử dụng và nhà này hết 200m2. 200m2 ngói. Vì hôm trước mình giới thiệu là cái phần này này, cái phần bên này nó chìa sang đất của người ta, cho nên là mình cũng đưa bộ 7 thì nó cũng ngắn thôi, không đón dài. Nhưng mà bình thường trung bình một cái mẫu nhà một gian hai trái này mà đón 7 dài ấy, thì nó sẽ hết là 210m2. 210 đến 215m2 mái ngói phải lợp. Ở đây thì nhà chủ sử dụng hệ vật liệu là hộp kẽm kia là 48, 36 và vuông 3 để dùng lợp ngói này, là tất cả là đều 1.4 ly. Dùng 1.4 ly nhá, là đinh vít 6.5 phân. 6,5 phần, loại ngói này là ngói CMC, ngói gốm sứ trắng men. Hiện tại mình đang tiến hành lợp, còn chút này nữa là xong rồi. Khi xong là bên mình cũng sẽ dỡ trống ra tất cả các trống này để xong đi tiến hành vào hoàn thiện xây chát ốp lát. Thì giới thiệu cùng các bác rất là chi tiết nữa là nhà này với cái vật liệu sử dụng như thế thì hết phần sắt thép của phòng đi tô để dàn hoành các cái làm mái để lợp ngói này nhá, là hết xấp xỉ 40 triệu, và tiền ngói cũng là hết 30
38 triệu. Thì cứ chung chung như vậy là cái phần vật tư vật liệu cho phần ngói lợp cái căn nhà này đã hết đi, cả những cái phần phụ kiện đinh như kiểu vân vân nó cũng hết đi hơn 70 triệu, gần 80 triệu rồi. Cả tiền công anh em mình lợp nó là gọi là hết 100 triệu cho cái mái này nhá. Hiện tại cái ngói này là chở từ lấy từ Thái Nguyên lên này. À, đến đây là tính cả tiền cước, vậy là hết là 100 đâu là tính ra là mỗi một viên này là 18.000 này, 18.000 một viên. Đây đây. Kích thước của viên ngói đây nhá. Các bác nào có nhu cầu xây dựng hoặc tham khảo các cái mẫu nhà sàn bê tông cứ alo em qua số điện thoại để trên màn hình. Và các bác sử dụng ngói thì rất là lưu ý nhá, nó có nhiều loại ngói và có những cái loại ngói nó cũng y hệt như này, nhưng mà nó là ngói ngói bằng xi măng nhá, xi măng trắng sơn. Xi măng là lớp này là lớp sơn, nên là những cái loại ngói này chất lượng rất là kém. Theo em được đi lợp rất là nhiều, em thấy chất lượng rất là kém. Tuy nó có rẻ hơn một tí thôi, không đáng kể. Còn đây là cái loại trắng men này, men cày thì cũng không xước rồi. Và đặc biệt là rất là bền và không thấm nước, cũng chống rêu mốc rất là tốt. Nếu mà cái loại xi măng này, xi măng trắng sơn nhá. Đấy, xi măng trắng sơn ấy thì thậm chí nó còn bị thấm nước và cái màu sơn này không được bền. Đây là cái gốm sứ trắng men này, cái chất lượng của nó đây rất tuyệt vời luôn, loại này bao bền luôn. Và nó có nhiều loại nữa, loại 16 viên men là giống như cái nhà bên kia nó được làm một chút cái gì ở kia. Đấy, em zoom lên cho các bác xem. Đấy.